Nếu vào thời điểm không không phút không giây chúng ta có một con vi khuẩn thì chỉ cần sau 10 tiếng đồng hồ thôi chúng ta có thể có 1 tỷ con vi khuẩn với nhiệt độ phòng bình thường. Cứ Tết đến, tủ lạnh của mỗi gia đình được coi là kho chứa đồ. Từ các loại thực phẩm tươi sống, rau củ quả đến các loại đồ ăn chín được đun đi đun lại nhiều lần. Việc để chung các loại thực phẩm trong tủ lạnh vô tình đã tạo điều kiện cho nhiều loại vi khuẩn sinh sôi phát triển. Tuy nhiên sau Tết, rất nhiều bà nội trợ lại quên việc phải vệ sinh tủ lạnh để loại bỏ ổ vi khuẩn. Điều này gây ra những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Trái cây, thịt, trứng, chả, nước ngọt và nhiều loại thức ăn khác được cho vào tủ lạnh như thế này là điều rất bình thường ở bất cứ gia đình nào mỗi dịp Tết đến. Bởi tủ lạnh được xem là một trong những trợ thủ của các bà nội trợ để giữ đồ ăn được lâu, tránh hư hỏng. Nhà mình thì trước Tết thì chắc chắn cũng như rất là nhiều gia đình khác á, thì cũng đều tập trung với nhau để phân chia công việc, xong rồi dọn dẹp nhà cửa, thì từng phần trong đó thì tủ lạnh là một phần chắc chắn là cần phải dọn dẹp. Sau Tết thì cái đó nó còn tùy vào những cái thời điểm mà giống như là có thể là thường á, là sau Tết có thể là tiệc gì đó và mọi người sẽ hội họp với nhau á, thì gia đình mình sẽ lại tiếp tục dọn dẹp để đón những cái đợt thức ăn mới hay là gì đó, dọn dẹp cho nó sạch sẽ. Các bác sĩ cho biết, tủ lạnh trong Tết chứa rất nhiều thực phẩm, do đó khả năng giữ nhiệt bị hạn chế. Điều này khiến tủ lạnh không đảm bảo được mức nhiệt độ cần thiết, từ đó vi khuẩn có hại sẽ sinh sôi nảy nở. Tất cả các thực phẩm trong dịp Tết đều rất là nhiều chất đạm, và đây chính là cái nguồn để nuôi các con vi khuẩn. Và các con vi khuẩn sẽ tăng trưởng rất là nhanh. Nếu vào thời điểm không phút không giây chúng ta có một con vi khuẩn thì chỉ cần sau 10 tiếng đồng hồ thôi chúng ta có thể có 1 tỷ con vi khuẩn với nhiệt độ phòng bình thường. Còn trong nhiệt độ ở tủ lạnh thì tuy là nhiệt độ tủ lạnh là nhiệt độ làm cho vi khuẩn nó không sinh sôi nảy nở như nhiệt độ ngoài, nhưng mà nó vẫn khiến cho vi khuẩn tăng trưởng rất là nhanh. Do đó chúng ta phải lưu ý là ngay sau Tết và thậm chí là trong Tết chúng ta vẫn phải thường xuyên vệ sinh tủ lạnh và hạn chế mở tủ lạnh khi không cần thiết, để chúng ta đảm bảo cho các cái thực phẩm ở trong tủ lạnh nó được bảo quản tốt. Do đó, vô tình tủ lạnh có thể trở thành một nguồn lây bệnh thay vì là nguồn cung cấp thực phẩm và bảo quản thực phẩm trong điều kiện mong đợi. Nếu không vệ sinh, thực phẩm trong tủ lạnh có thể gây ra những mối nguy hại cho sức khỏe, trong đó có nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nhiễm trùng huyết. Mối nguy đầu tiên ai cũng biết đó là gây ngộ độc thực phẩm, bởi vì vi khuẩn sẽ sinh sôi nảy nở ở trong này, có rất nhiều các loại vi trùng sẽ mọc lên rất là nhanh, rồi có nhiều loại vi nấm cũng mọc lên nhanh, thậm chí có cả các cái ký sinh trùng, các cái ấu trùng của các ký sinh trùng, rồi các cái trứng của các cái con ký sinh trùng như là các loại giun, như giun đũa, giun móc, giun tóc, nó nằm ở trong các loại rau. Này, chúng ta có thể bị nhiễm trùng đường tiêu hóa, thậm chí là nhiễm trùng huyết, rồi chúng ta có thể là bị giun sán, vân vân. Chính vì vậy, bác sĩ khuyến cáo, cần vệ sinh tủ lạnh và vệ sinh tủ lạnh phải đúng cách, trong đó cần loại bỏ thực phẩm đã quá hạn, cận hạn sử dụng. Đối với các thực phẩm đã được cắt bỏ bao bì, chỉ nên sử dụng không quá 2 ngày nếu là thực phẩm tươi, không quá 4 ngày nếu là thực phẩm chín, chưa khô hẳn như xúc xích, chà bông, v.v. và sử dụng trong vòng 7 ngày đối với các thực phẩm khô hẳn như tôm khô, lạp xưởng. Bắt buộc chúng ta phải tuân thủ cách sắp xếp trong tủ lạnh để riêng đồ chín và đồ sống. Bên cạnh đó, đồ chín phải được đậy kín bằng các loại hộp chuyên dụng, không sử dụng màng bọc thực phẩm để đậy thức ăn để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe cho Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!